Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là Cường Kê Thân, mình là một chuyên gia về đồ high hand, đồ second hand hay còn được gọi là đồ hàng thùng. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với Cường Kê Thân, quay trở lại với chuyên mục hàng thùng tuyển. Chúng ta sẽ quay trở lại với một clip tri ân nữa nhé. Ngày hôm nay thì mình sẽ lên rất nhiều các cái mã quần ngố, bao gồm quần ngố bò, quần ngố thể thao, quần ngố kaki và quần dài. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ để giá sản phẩm là 200.000. Nhắc lại một lần nữa là 200.000 nhé, mọi người nhớ giúp mình nhé. Và clip ngày hôm nay sẽ lên khoảng 70 mã để cho tất cả anh em có thể có được sản phẩm dành riêng cho mình với cái giá thấp nhất có thể của hàng mở kiện, hàng đầu nguồn, hàng cực kỳ đẹp và giá cực kỳ rẻ. Và đây sẽ là clip tri ân, chính vì thế nên là chúng ta cần phải nhanh và canh like trong cái khoảng thời gian mà mình lên like này. Sau khoảng thời gian lên like chúng ta sẽ không hỏi lại nữa nhé, bởi vì là sau khoảng thời gian lên like khoảng 3 tiếng thì hàng nhà mình sẽ hết, đặc biệt là trong những clip tri ân như thế này. Chính vì thế nên ngay bây giờ hãy cùng Cường Kê Thân khám phá những clip, những sản phẩm ngày hôm nay chứ không phải những clip, và chúng ta hãy cố gắng săn ngay trong like nhé. Chứ còn sau like thì mọi người vui lòng không hỏi lại nhé. Đặc biệt là sau like khoảng 3 ngày trở đi là gần như tất cả các mã đều không còn. Chính vì thế nên là bọn mình rất ngại cái câu chuyện là phải trả lời lại cái câu hỏi đó là còn hay không của 500 đến 1.000 tin nhắn một ngày. Ngay bây giờ hãy cùng Cường Kê Thân khám phá những sản phẩm quần ngày hôm nay với mã Q. Let's go. Và để không mất thời gian thì chúng ta sẽ quay trở lại với mã đầu tiên là mã Q1. Ngày hôm nay là ngày mùng 11 đúng không? 11 hay 12 rồi. Hôm nay là ngày 11 tháng 3 năm 2023 nhé. Mọi người nhớ nhé, 3 ngày nữa mọi người không hỏi lại những mã này nhé. Ngày hôm nay tất cả những chiếc quần này đều có giá là 200.000. Và chúng ta sẽ đến với một clip tri ân nữa. Thỉnh thoảng thì mình sẽ làm clip tri ân và giá nó sẽ rẻ hơn một chút so với cái giá bán lẻ bình thường hàng ngày của bọn mình, để cho tất cả các khách hàng có sự trải nghiệm tốt hơn. Chúng ta sẽ đến với mã Q1 với Fila. Chúng ta sẽ có một con Fila với độ mới trên 90% đến từ thị trường của Nhật Bản. Và chúng ta sẽ có một con quần ngố màu xanh dương và vạch của nó là vạch trắng. Chúng ta sẽ có những cái con quần đảm bảo tiêu chuẩn là tem tác đầy đủ này, tem tác đầy đủ, dây rút các thứ đầy đủ. Trong tuần này thì chắc là mình sẽ không lên được thêm clip nào nữa đâu. Em ơi, tìm nhanh cái thước, đợi anh em đợi mình một chút nhé. Trong tuần này ấy, thì mình chắc chắn là mình sẽ không lên được clip nào nữa đâu, bởi vì là chủ nhật thì bọn mình hiện tại là mình đang cho nhân viên của mình nghỉ vào hôm chủ nhật, chỉ làm nhẹ nhàng thôi chứ còn bây giờ cái áp lực công việc nó quá lớn ấy. Tuần sau thì chúng ta sẽ có một clip tri ân nữa, đó là áo phông cổ bẻ nhé. Còn sơ mi thì tuần sau cũng sẽ lên. Ok, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với cả công việc của mình thôi. Chúng ta sẽ đến với chất liệu thể thao với mã Q1 với một con quần với độ mới là 95% nhé, đến từ nhà Fila. Chúng ta sẽ cùng nhau đo về độ dài và độ rộng của chiếc quần nhé. Độ dài và độ rộng, đầu tiên là rộng bụng này. Mọi người biết nguyên tắc của nhà mình rồi. Nguyên tắc của nhà mình là có sao nói vậy, và chúng ta sẽ cố gắng để đặt hàng nhanh nhất thôi. Chúng ta sẽ có bụng đầu tiên là bụng 84, kéo dài hết cỡ là 86, độ dài là 46 nhé. Đây là một chiếc quần Fila thể thao với mã là Q1 giúp mình nhé. Sẽ có rất là nhiều mã nó trùng nhau, nhưng mà tùy vào ngày. Tức là ví dụ như kiểu ngày hôm nay là ngày bao nhiêu đấy, thì chỉ trong ngày hôm nay là mình bán hết hàng rồi, thế nên là không đợi đến ngày hôm sau, thế nên mã trùng nhau nó cũng không ảnh hưởng đâu. Nhà mình thì không bao giờ ế hàng cả. Và cái việc mà mình giảm giá như thế này, hoặc là mình làm những cái clip mà giá lãi nó cực kỳ thấp như này, để cho anh em có thêm nhiều lựa chọn thôi. Chúng ta sẽ đến với Decente International. Con này là một cái con màu xanh lá cây nhá. Con này thì form nhỏ hơn con Fila vừa nãy một chút. Logo thì vẫn là logo như thế này, và cái phần logo này là logo thêu. Chúng ta sẽ có một cái con quần dạng thể thao, và đương nhiên rồi, vẫn là nguyên tắc cũ, tem tác các thứ đầy đủ. Mọi người chỉ xem là cái form quần, cái màu quần và cái dáng quần này nó có phù hợp với mình hay không. Còn tất cả hàng nhà mình đều bao check chính hãng và bao mở ra kiểm tra. Bụng con này chỉ có 70 thôi, và kéo giãn hết cỡ là 82. Chun còn nguyên nhé, và độ dài là 51 ạ. Đó. Chúng ta sẽ đến với mã quần Q3. Q3 của chúng ta ngày hôm nay sẽ là một con quần cũng là màu xanh dương. Và con quần này thì đến từ thương hiệu Asics của Nhật Bản. Tất cả đều còn đai điếc các thứ, chun chiếc các thứ là còn nguyên, và đai điếc các thứ ở phía bên trong, dây rút là còn nhé. Không rách, không sờn, không bẩn đâu nhé. Mã này là mã Q3. Chúng ta sẽ có mã Q3 với độ rộng bụng này
Độ rộng bụng của con này là 35 × 2 = 70 là chưa kéo ạ. Và kéo kích cỡ là 80 nhé. Độ dài là 50. Và chúng ta sẽ có một cái logo của ASICS ở đây được thêu nhé. Đây, cho mọi người xem lại chiếc quần một chút. Từ trái qua phải nhé, mình sẽ sâu hết tất cả các góc có thể sâu của những sản phẩm nhà mình. Sản phẩm nhà mình luôn luôn cháy hàng, chính vì thế nên là phải nhanh nhé. Chứ còn nhiều người cứ bảo là anh có săn được đâu, bởi vì là cứ vào like là báo lên là báo hết ấy. Bởi vì là có quá nhiều người họ cùng đặt hàng cùng một lúc. Chính vì thế nên là cái khả năng còn hàng của những mã đẹp là rất rất ít khi có, nếu mà không săn ở trong cái thời điểm mà clip này nó đang phát. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với một chiếc quần của nhà Marvel. Con quần này thì có một điều đặc biệt, thì con quần này nó là kiểu họa tiết của nó là toàn bộ đều là chữ Marvel hết nhá. Được in ở trên chiếc quần, chun chiếc các thứ còn nguyên, dây rút còn nguyên của thương hiệu Marvel. Chúng ta sẽ có độ rộng bụng này 82 đến 86. Độ dài của con này là 49 nhá anh em nhá. 82, 86, 49 ạ. Mọi người nhớ giúp mình nhá. Còn những chiếc quần này độ mới đều trên 90 hết. Mình bán này là mình bán tri ân cho tất cả anh em. Là anh em muốn có được những sản phẩm ngon lành và trải nghiệm nó tốt ấy, thì đây sẽ là những sản phẩm của chúng ta. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với Decente. Decente màu đỏ ạ. Chun gần như là chưa mặc luôn. Con này màu đỏ nhá. Thực ra là những chiếc quần này thì anh em có thể lựa chọn là một là mặc để tập thể dục thể thao ở bên ngoài. Hai là chúng ta có thể lựa chọn cái việc đó là chúng ta sẽ mặc những chiếc quần này để mặc ở phía bên trong ấy. Nhưng mà mặc ở phía bên ngoài thì mình nghĩ nó sẽ đẹp hơn, kể cả là màu đỏ như này. Chúng ta sẽ có bụng 35-70 này, kéo giãn hết cỡ là 82. Bởi vì phần chun của nó còn nguyên, độ dài 45, thế nên là cái độ giãn của chun nó rất là cao nhé. Ví dụ như ở những chiếc quần như này, mọi người muốn biết độ mới, mọi người cứ nhìn cái chun này. Đây, đây con này là Q5. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì mất nhá. Những chiếc quần này ở ngoài thị trường nó bán đâu đó khoảng 350.000 đến 550.000, tùy từng trạng thái và tùy từng độ mới. Còn những cái con của nhà mình như này là những con hàng mở kiện, ở trong những cái kiện rất là to ra và tiền nó cũng rất là nhiều ra. Chính vì thế nên là nó mới có được cái giá này. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với Canic. Một con quần đến từ thị trường của Nhật Bản, màu xanh dương. Con này chất liệu nó, con này là một con sock, nhưng mà cái chất liệu này rất là dễ nhầm với chất liệu của cái con Fila vừa nãy, bởi vì nó khá là giống nhau. Mặc dù là con này nó hơi dày hơn con Fila vừa nãy một chút nhé. Chúng ta sẽ có một chiếc quần sock với đường dài vạch của nó là như thế này. Mã quần này là Q6 anh em nhé, Q6 ạ. Chúng ta sẽ có bụng này, em mới giảm nhiệt độ điều hòa xuống. Bụng là 76, lại tiếp tục 76 đến 82. Trong khoảng đó, độ dài quần chỉ có 43 thôi nhé, mà độ mới là trên 90. Q6. Tí nữa chúng ta sẽ đến với quần dài nhé, Q7 em ơi. Q7 chúng ta sẽ đến với một chiếc quần của thương hiệu Sesu. Đây là một chiếc quần của Nhật Bản. Một chiếc quần đến từ thương hiệu Sesu của Nhật Bản. Nghe tên đã cảm thấy giống với tên của sushi rồi. Đây, chúng ta sẽ có tem Nhật nhé, ở hai bên này. Những chiếc quần này nó đảm bảo rất là nhiều thứ về cả form dáng, màu sắc lẫn cái chất liệu. Mặc những chiếc quần này trong mùa hè thì cực sướng luôn, bởi vì là nó là chất liệu bằng thể thao, chính vì thế nên là độ mới của nó sẽ giữ theo thời gian. Mặc những chiếc quần này tầm khoảng đâu đó khoảng 4-5 năm nó vẫn sẽ giữ được nguyên như thế này. Chúng ta sẽ có 37 này, nhân 2 là bằng 74. 74 của chúng ta kéo giãn thì nó sẽ lên đến khoảng 84 nhé, trong khoảng 10 cm. Độ dài là 51 ạ. Đẹp chưa? Những chiếc quần rất ngon và rất rẻ. Mình phải nhấn mạnh lại một lần nữa là rất rẻ. Con quần này là mã của nó là mã 7, đến từ Nhật nhé. Quần chính hãng đấy, đến từ Nhật. Và chúng ta sẽ có mã quần 7 này đi qua luôn. Mã quần 8 ấy. Q8 chúng ta sẽ đến với một em Adidas Climacool. Chất liệu là thun lạnh này, tem tủng các thứ đàng hoàng và đầy đủ nhé. Tuần sau thì mình sẽ cố gắng là lên cái clip tri ân liên quan đến áo phông có cổ nhanh nhất có thể, bởi vì rất là nhiều người hôm qua cũng không săn được. Hôm qua lên clip xong có đến 2 tiếng là hết không em? Hơn 1 tiếng là hết sạch tất cả các mã nhé. Chúng ta sẽ đến với Adidas với độ rộng bụng là 35 × 2 = 70, 70 đến 78 á. Độ dài là 43 nhé. Chun chiếc là thứ còn nguyên. Và đây là một chiếc quần sọ của Adidas. Nhìn nó rất đơn giản như này thôi, nhưng mà những chiếc quần này nếu phải mua mới thì nó cũng giá nó không hề rẻ đâu. Đặc biệt là với cái chất liệu Climacool như thế này,
thì những chiếc quần này nếu mà các bạn phải mua mới thì giá của nó sẽ đâu đó khoảng 900 nghìn đến 1 triệu mốt cho một con quần sóc, nhìn có vẻ đơn giản. Tiếp tục bạn, chúng ta sẽ đến với mã 9. Chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với Adidas và chúng ta sẽ có một chiếc quần ngố của Adidas nhé. Đây, tem mark rất đầy đủ, Climalite. Con này thì siêu đẹp luôn, thế nên là với giá 200 nghìn thì mình nghĩ là ai may lắm thì mới săn được này. Chúng ta sẽ có mã 9 với độ rộng bụng sẽ là 40 × 2 × 80 và market cỡ là 86, độ dài 54, ba vạch rất đẹp nhé. Mọi người nhìn lại cái đống tem này một chút này. Tất cả những cái tem này đều có thể đọc được từng chữ một. Và con này là tem của Nhật này. Đấy, mọi người nhìn kỹ giúp mình nhé. Mình thì mình không ngại sâu bất kỳ một cái gì. Cái mà mình ngại nhất ở trong cái đơn hàng của nhà mình đấy là các bạn không săn được ấy. Nhiều người đặt quá. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với mã 10, chúng ta sẽ đến với Nike Dry Fit nhé. Chúng ta sẽ có một con Nike Dry Fit như thế này. Chúng ta sẽ có một con quần ngố qua đầu gối của Nike. Con này thì anh em đi xe đạp ấy, là anh em sẽ biết là những người đi xe đạp là hay mua những chiếc quần kiểu qua đầu gối nhảy, mặc rất là sướng. Chúng ta sẽ có bụng này 38 × 2 × 76, 76 × 84 ạ. Độ dài quần lên đến tận 67 nha anh em nhé. Đây là một chiếc quần của Nike và phần túi dưới smooth màu trắng thêu. Chúng ta sẽ mặc những chiếc quần này theo cái kiểu qua đầu gối. Nhưng mà nếu mà giả sử anh em muốn mang về để sửa thì anh em có thể cắt ngắn nó đi cũng được. Tuy nhiên là với những cái chiếc quần như này thì mình muốn để jean để cho anh em có thể nhìn thấy hình thù của nó. Còn cái việc anh em mua về sửa như nào thì đấy là việc của anh em thôi. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với Eco Cycle, một con hàng của Nhật Bản. Chúng ta sẽ có một chiếc quần màu xanh tím than và vạch của nó là vạch màu hồng như thế này. Đây, đây là một chiếc quần ngố nhé. Với mã là Q11. Con này thì chun của nó rất chắc. Con này là bụng khoảng 66 đến 78, 66 đến 78. Đấy là bụng mắc của nó. Và độ dài là 47. Đây, chun của nó gần như là còn nguyên này. Đấy, chắc đét luôn. Dây rút ở phía bên trong vẫn còn luôn nhé. Q12 em. Q12 chúng ta sẽ đến với cái gì? Chúng ta sẽ đến với một sản phẩm đến từ thương hiệu Asics tiếp ạ. Chúng ta sẽ có Asics Nhật Bản. Chúng ta sẽ có một chiếc quần short của Asics như này. Con này thì chất liệu thể thao ở phía bên dưới là thêu nhé. Anh em cứ mua những chiếc quần chính hãng kiểu như này về mặc cho nó sướng anh em ạ. Giá của nó cũng không quá cao. Bụng là tiếp tục là 66 đến 74. Và độ dài là 45. Short này mặc rất là dễ. Và độ mới thì khỏi phải bàn luôn. Đây. Mình sẽ không nói về thị trường nữa nhé, bởi vì nếu mà nói nhiều về thị trường thì các bạn lại bảo mình là kiểu so sánh này nọ. Nhưng mà mình dám cam đoan là nhà mình là cái đơn vị làm lớn. Chính vì thế nên là mình mở ra những cái kiện rất là lớn. Giá của mình luôn luôn là giá cả cạnh tranh. Còn chất lượng dịch vụ của nhà mình như nào thì tất cả những cái đơn hàng mình đã đi và khách hàng của mình đã nhận rồi thì mọi người sẽ biết. Là không phải tự nhiên mà lượng đơn hàng của nhà mình nó lớn đến như thế này trong thời điểm bây giờ. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với Yonex. Với một chiếc quần short của Yonex. Chiếc quần này thì mua về để đánh quần vợt cầu lông thì 5 năm có khi còn chưa hỏng đâu. Bởi vì là con này thêu này, chất liệu của nó làm cực kỳ là chắc chắn và đẹp nhé. Mọi người nhìn đường kim mũi chỉ của những cái quần chính hãng. Cái quần này không có một tí chỉ thừa nào luôn. Con này là mã 13, Q13. Và giá chỉ có 200 thôi nhé. Bình thường những chiếc quần như thế này thì bán với giá 350 cũng được luôn. Vẫn hết hàng như bình thường, nhưng mà mình muốn có những cái clip như này để cho anh em trải nghiệm trước. Bụng 80 đến 86 nhá. Và độ dài quần sẽ là 46. Trải nghiệm trước nghĩa là như thế nào? Giống như kiểu các đơn vị kinh doanh họ hay làm theo kiểu có sản phẩm chiết hoặc là sản phẩm dùng thử ấy. Mọi người dùng thử thấy ngon thì về sau mọi người mới chấp nhận cái câu chuyện đấy, là mọi người mới chấp nhận cái câu chuyện đấy, là biết được là đơn vị đấy nó phục vụ như thế nào. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với kaki của Aniquilo. Đây là một con short kaki của Aniquilo với chun và có cả khóa nhá. Con này có cả khóa theo kiểu khóa nhựa như này. Aniquilo thì hay làm như thế này. Con này thì tất cả đều là màu kem và không có một cái gì để gọi là biểu lộ cái sự cá tính ở đây cả. Con này chỉ là một con basic, một con basic túi hộp của nhà Aniquilo thôi. Rất thực dụng nhá. Chúng ta sẽ có khóa. Đấy. Nó sẽ có một cái túi ở phía ngang bên bên trái. Chúng ta sẽ đến với vòng bụng trước nhé. Vòng bụng của con này thì 80 đến 86.
và độ dài là 47 nhé. Nhưng mà anh em trong khoảng bụng 80-82 mặc sẽ là ok nhất. Những chiếc quần này rất mới nha anh em nhé. Từ cái khóa này, từ cái khóa kia các thứ của nó còn nguyên. Tiếp em ơi, tiếp tục chúng ta sẽ đến với mã 15 ạ. Mã 15 của chúng ta ngày hôm nay sẽ tiếp tục với Adidas. Nhưng mà con này chất liệu của nó là chất liệu nỉ nhé. Đây là một con short nỉ của Adidas. Quần của Adidas bán 200.000, độ mới trên 90. Nếu không phải là tri ân thì sẽ là cái gì? Hàng ngon như thế này thì bán 400-500.000 vẫn được luôn. Nhưng mà mình muốn có nhiều sự trải nghiệm hơn cho cái công việc này. Và đặc biệt là mình muốn có rất nhiều khách hàng họ biết đến mình hơn. 39 x 2 là bằng 78. 78, độ rộng bụng là 78-84 và độ dài là 44 nhé. Con này là vừa chun vừa dây rút này. Quá gì đắt. Tất cả đều bao trách chính hãng toàn quốc nhé. Con này là mã 15. Logo Adidas là logo Adidas theo. Q16 em. Q16 chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với kaki của Aniquilo. Đây là một con Aniquilo tem Nhật Bản. Đây là một con kaki ngố nhá. Và kaki ngố thì mình nhắc lại một lần nữa này, là kaki ngố là bụng cố định nhé. Chúng ta sẽ không có giãn riêng gì cả. Bụng của nó như nào là chuẩn luôn. 86, bụng 86 á. Độ dài quần là 55. Cho mọi người xem form này. 86-55 anh em nhé. Rất đẹp. Mình sẽ kiểm tra xem khóa khiết các thứ. Khóa khiết các thứ ngon lành. Khóa đồng. Và đây là khóa IKK. Riêng cái bộ khóa này thì phải mấy năm nữa mới học, nếu mà dùng như phá. Chúng ta sẽ có mã 16, 17 ạ. Q17 chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với Climacool của Adidas. Đây là một chiếc quần short của Adidas. Đây là một chiếc quần short màu xanh đen của Adidas nhé. Con quần này thì cái phần chun nó không gọi là có tác dụng quá nhiều đâu, bởi vì nó sử dụng chính là cái dây rút màu vàng chanh ở phía bên trong như này. Một chiếc quần với chất liệu thun lạnh của Adidas. Chúng ta sẽ có bụng này. Bụng con này nó rơi vào đâu đó khoảng 80-84 và độ dài của nó sẽ là 41 ạ. Phối màu là xanh dương và xanh tím than nha anh em nhé, chứ không phải màu đen đâu. Ba vạch của nó là ba vạch màu xanh tím than như thế này. Đó. Tiếp em ơi. Tiếp tục ạ, chúng ta sẽ quay lại với cả kaki. Chúng ta sẽ đến với mã 18. Chúng ta sẽ có một con đến từ thương hiệu Docker. Con này size 30 này. Đây, thương hiệu của nó đây. Con này là kaki màu xanh rêu nhạt nhé. Xanh rêu nhạt. Logo của thương hiệu này sẽ là logo mỏ neo được thêu ở đằng sau như thế này. Đây là một chiếc quần kaki. Và những chiếc quần kaki này thì màu của nó khá là cổ điển. Chúng ta sẽ có bụng cố định là 82. Độ dài sẽ là 52 nhé, dành cho chiếc quần này. Đây là mã quần 18 ạ. Có rất là nhiều khách inbox sang nhà mình và yêu cầu đặt riêng, nhưng mà nhà mình thì bán ở trên live và cũng không có quan tâm đến cái vấn đề là đặt riêng và cho thêm tiền nhân viên mình để nhân viên mình kiểu ưu tiên ấy, là mình không có câu chuyện đấy. Nhưng mà có rất nhiều người muốn sự ưu tiên đó. Tiếp tục ạ, chúng ta sẽ đến với một mã quần mà lên là hết này. Đây là một con quần của Burberry. Chúng ta sẽ có mã 19 nhé. Đây, logo Burberry được thêu ở phía đằng sau như thế này. Chúng ta sẽ có thêm một con tem của Burberry ở đây nữa. Nhưng mà cái tem này đã bị mờ nhé. Sẽ có một vài các cái con mà nó bị mờ tem thì mình sẽ nói luôn. Con này là mã 19 á, Burberry. Chất liệu là kaki mỏng. Kaki mỏng, độ rộng bụng là 88 và độ dài là 55. Chúng ta sẽ đến với mã là mã Q19 nhé. Đây là một con quần với độ mới rất cao. Còn mới lắm. Mỗi tội là cái tem nó bị mờ. Mã quần 20 chúng ta sẽ quay trở lại với chất liệu thể thao với thương hiệu Scato. Scato đấy. Con này thì độ mới cực cao và màu của nó sẽ là màu ghi xám. Vải thể thao co giãn nhé, Scato. Đây. Con này là một cái con mà vừa gọi là chun mà vừa dây rút. Con này thì bụng của nó là 39 x 2 là bằng 78. 78-84 ạ. Độ dài là 51 nhé. Đấy cho tất cả anh em. Con này mới lắm. Chính vì thế nên là mua những cái con mới đét như này về mặc thì chả khác gì là các bạn đi vào những cái store mà mua hàng mới ra cả. Tiếp tục ạ, 21 chúng ta sẽ đến với vàng chanh kaki đến từ nhà R79 Jean. Con này size 32 này. R79 Jean. Con này màu vàng chanh nhé. Kaki ạ. Bụng nhá. 88.
độ dài sẽ là 46 8846. Độ mới cực cao luôn. Quan trọng nhất là cái màu này nó sẽ phù hợp với tùy từng người thôi, không phải ai cũng phù hợp. Chính vì thế nên là anh em cứ xem là cái màu nó phù hợp với mình hay không thì sẽ chọn nhé. Cúc kia các thứ còn nguyên. Con này là mã 21, 22. 22 chúng ta sẽ đến với quần đỏ. Một chiếc quần đỏ với độ mới là 95% của nhà Aniquilo Nhật Bản. Chất liệu thể thao ạ, sock. Con này mặc đi chạy thì cực đẹp luôn, là bởi vì nó có khóa ở túi. Nó có khóa ở túi sau. Chúng ta có thể đựng một cái ví nhỏ nhỏ ở đằng sau cũng được luôn nhé. Đây, một chiếc quần đỏ với độ mới rất cao và nó chưa bị bẩn bất kỳ một chút nào. Chúng ta sẽ có bụng là 82-86 và độ dài là 48. Đây mọi người nhìn này, từ trái qua phải nhé, quần nhà mình nó mới lắm. Bây giờ chỉ là lên sản phẩm thôi, chứ còn cái vấn đề hết là chắc chắn đấy. Aniquilo này, đến cả những cái khóa khác các thứ của nó in logo thương hiệu. Đấy mọi người nhìn thấy không? Và tất cả các cái khóa đều còn nguyên nhé. Cái quần này mà đi chạy thì tuyệt vời luôn. Mã của con này là bao nhiêu em? 22. Chúng ta sẽ đến với 23 ngay bây giờ. 23 chúng ta sẽ đến với Puma. Chúng ta sẽ có một chiếc quần thể thao của Puma màu xanh dương. Đây là một chiếc quần thể thao của Puma nhé, sock thể thao của Puma. Con này chỉ có chun thôi nhé, nó không có dây rút ạ. Đây, kể cả phía bên trong của nó cũng không có dây rút đâu. Chúng ta sẽ có một chiếc quần sock của nhà Puma. Mình sẽ xem cái form chuẩn nhất có thể, bởi vì con này nó không thiết kế dây rút bên trong. Anh em nào mà bụng khoảng 80 mặc là đẹp nhất, 80-84 và độ dài là 45. 80-84 nhé, nhớ bụng của mình nhé, bởi vì con này không có dây rút ở trong đâu. Mọi người, thực ra là mọi người có thể cắt ra để lồng vào được, nhưng mà mình nghĩ là không nên, bởi vì hãy giữ cái sự zin của một con quần thì nó sẽ hay hơn. Mã này là mã Q23, Q24. Q24 chúng ta sẽ đến với chun và dây rút có cả luôn của nhà Adidas. Đây là một con Adidas màu trắng, là vạch của nó là màu đỏ nhé, chất liệu là thể thao một lớp. Chúng ta sẽ đến với bụng trước. Bụng con này có thể từ 78-84 và độ dài là 59 nhé. Đây là một chiếc quần của Adidas với cả phần dây rút, và dây rút cũng là dây rút zin luôn nhé. Những cái dây rút của Adidas hoặc là những cái dây rút, những cái dây giày của Adidas ấy, nếu mà nó là hàng real ấy, sờ vào phát là biết ngay. Những cái dây này chưa bị thay được nha anh em nhé. Đây là một cái dây rất là dài, bụng của chúng ta có thể giãn ra được. Con này thì chủ yếu là sử dụng dây rút thôi, chứ nó không sử dụng chun quá nhiều. Logo Adidas màu đỏ thêu. Mã con này là bao nhiêu? 24. Chúng ta sẽ đến với 25 ngay. 25 là một con quần rất đẹp, rất dị luôn. Con này của Chris Mayer. Đây này anh em, đây là một con kaki của Chris Mayer. Một chiếc quần cực dày luôn nhé. Con này phải 5 lạng ấy. Phối màu rất đẹp. Ở đằng trước là tím kem, ở đằng sau là tím xanh. Một con quần với màu sắc rất lòe loẹt, dành cho những ai thích sự đặc biệt. Chúng ta sẽ đến với vòng bụng trước nhé. Con này là kaki, kaki dày anh em ạ. Bụng là 84-86 và độ dài là 53 nhé. Cho mọi người xem lại này, những chiếc quần xịn nó thiết kế cực kỳ chắc chắn và đẹp từ đường kim mũi chỉ luôn. Và cái chiếc quần này cũng còn khá mới. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với 26 á. Chúng ta sẽ quay trở lại với thương hiệu của Nhật Bản, Aniquilo. Con này là một con sock cũng giống con sock đỏ kia, khi mà khóa khiếc các thứ của nó cũng là khóa túi trước túi sau, và dành cho những ai mà hay đi tập thể dục thể thao hay đi tập gym ấy. Mọi người thường đi chạy hoặc là mọi người đi đạp xe đạp, mọi người biết là những cái khóa này nó cực kỳ có tác dụng luôn nhá. Cực kỳ có tác dụng trong cái việc đấy là anh em để điện thoại hay là để bất kỳ một cái đồ vật gì vào trong đấy, đóng khóa lại nó sẽ rất an toàn. Chúng ta sẽ đến với một chiếc quần với độ rộng bụng là 86 và độ dài là 46. 86 có thể nhỉnh lên khoảng mấy phân nữa, bởi vì nó còn co giãn nữa mà. Đến từ Aniquilo, màu xanh dương, độ mới trên 90. Mã 27, chúng ta sẽ đến với sock của Champion. Chúng ta sẽ có một cái con sock của nhà Champion như thế này. Con này thì điểm đặc biệt duy nhất của nó chỉ là một con sock thể thao với chun còn nguyên này. Và chúng ta sẽ có một cái biểu tượng Champion ở đây thôi. Còn lại thì nó khá đơn giản. Bụng con này là giãn hết cỡ là 80, 76-80 và độ dài chỉ có 41 thôi nhé. Đây là một con sock thực thụ của Champion luôn.
Con này có túi nhá, có túi để cho mọi người có thể đi chạy bộ mà đút được nước nữa các thứ vào. Túi khá là sâu. Ai hình như của Champion đấy. Quần của Champion bán giá 2 lít thì mọi người biết là mình phải tri ân và mình phải hy sinh như thế nào. Bởi vì là có những cái sản phẩm mà bọn mình đã phải xử lý và lọc vứt đi rất là nhiều. Trong một cái kiện mà nó quần như thế này thì phải quá nửa là trở thành hàng nước 2 tại các cái nơi khác nhau bọn mình phân phối. Thì chỉ có những cái hàng nước 1 như này mà bọn mình dám bán với giá đấy thì gần như là bọn mình đang chơi một cuộc chơi lớn hơn. Chúng ta sẽ đến với mã 28 ạ. Chúng ta sẽ đến với Hasa. Đây là một con kaki màu đen của nhà Hasa. Chúng ta sẽ có kaki túi hộp nhá. Kaki túi hộp của Hasa. Con này cũng là một thương hiệu đến từ Hàn Quốc ạ. Chúng ta sẽ có một con với bụng là 88, bụng cố định ạ. Và độ dài là 57. Độ mới trên 90 nhá, không rách, không sờn, không xước. Bao mở ra kiểm tra hàng trước khi nhận nhá. Anh em nhớ giúp mình là bên mình bao mở ra kiểm tra hàng trước khi nhận. Hãy mở ra kiểm tra hàng trước khi nhận. Bởi vì đây là hàng thùng, đây là hàng cũ. Thế nên là dù thế nào đi chăng nữa thì mình nghĩ là nên mở ra kiểm tra thì nó sẽ hay hơn. Tiếp tục ạ, chúng ta sẽ đến với Uji, một con quần bò của Uniqlo với cái tên của jean đó là Uji, Uniqlo jean anh em. Này, tem Nhật. Chúng ta sẽ có một con quần bò màu bạc mã 29 của Uniqlo. Đây là một con quần bò dành cho những người tầm 90 đến 100 cân. Rộng bụng khá cao nha anh em nhé. Anh em đợi mình một chút. Rộng bụng 100. Ai mà to người ấy mà con này đẹp. Độ dài 62. Tìm thấy một con bò mới như này và bụng to như này khó đấy. Con này là bò basic nhé. Mã của con này là bao nhiêu em? 29. Chúng ta sẽ đến ngay với 30. 30 chúng ta sẽ quay trở lại tiếp tục với cả bò. Chúng ta sẽ đến với một thương hiệu ra đời vào năm 1995. Con này là Wearing Pesua. Wearing Pesua NW Jean anh em. Đây là một con quần bò ngố. Đây, cho mọi người xem cái tag đằng sau này. Bằng da nhé, phải kim loại. Đây là tên thương hiệu của nó. Con này ghi size ở đây là size bao nhiêu. Quần này đẹp nhỉ. Họa tiết con này là rách xước nhẹ nhá. Nhưng mà nó sẽ có lớp lót bên trong, chứ nó không phải là rách xước xong bên trong là da người đâu. Chúng ta sẽ có bụng này. Mã 30 chúng ta sẽ có bụng là 47 x 2 bằng 94 ạ. Và độ dài là 65 nhá. Anh em mặc giúp mình mã này. Mã này là mã quần bò rất mới. 31 em ơi. 31 ạ, chúng ta sẽ quay trở lại với kaki. Chúng ta sẽ đến với Diesel, một thương hiệu đã xuất hiện quá nhiều ở trên những clip của mình rồi. Khóa IKK nhá. Mà Diesel làm khóa xịn nhỉ. Làm khóa IKK luôn mà. Chúng ta sẽ có Diesel với mã là mã 3. À, cái size nó ghi là size 33. Nhưng mà mình nghĩ là con này 32 mặc được này. Đây là một con kaki của Diesel. Chúng ta sẽ có một con kaki màu đen của Diesel nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với vòng bụng trước. Vòng bụng là 82, 41 x 2 mà. Độ dài là 53 nhé, kaki. 82 đúng rồi. High quality ấy. Đây. Rất đẹp. Tiếp em ơi. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với mã 32. Chúng ta sẽ đến với con này đọc phiên âm ấy, đọc chuẩn của nó là thương hiệu Esprat. Con này thì size 32 và con này là kaki. Rất là giống với cả cái chất liệu kaki của Dicky. Nhưng mà con kaki này thì có vẻ là nó mềm hơn, mặc dù là độ dày là ngang nhau. Chúng ta sẽ đến với mã con này là 32 ạ. Q32, bụng 88 nhá anh em nhá. Bụng 88, độ dài là 53. Dành cho những người trung tuổi mà có bụng một chút ấy. Bởi vì ống con này thì khá là lịch sự nhé. Khá là lịch sự. Trong mùa hè mà anh em chơi quần này thì anh em, mình nghĩ là anh em cứ mua đâu đó 4-5 con cùng một lúc ấy, sẽ rất là đẹp. Đây là một chiếc quần mà mình phải khẳng định với anh em luôn là đây là một chiếc quần phá giá thị trường. Đây là thương hiệu Levi Platinum. Đây là một con quần của nhà Levi. Chúng ta sẽ có tem đằng sau bị mờ một chút nhé. Nhưng mà cái chất lượng của quần Levi thì khỏi phải bàn luôn. Đây cho mọi người xem. Từ cái tác tiếc các thứ, đường kim mũi chỉ, màu quần này. Con quần này chắc chắn lên là sẽ rất nhiều người chốt này. Những cái mã đẹp như thế này thì khó để còn lắm. Bụng 90 ạ.
và độ dài là 57 nhé. Một chiếc quần bò màu xanh tím than của nhà Levi. Sẽ không nói nhiều đâu bởi vì chiếc quần này dơ lên là hết rồi. Tiếp tục ạ, chúng ta sẽ đến với mã 34. Chúng ta sẽ đến với một chiếc quần kaki mềm của nhà Giordano. Con này thì hàng của Giordano. Và chúng ta sẽ có một chiếc quần màu xám đậm như thế này. Một chiếc quần màu xám đậm, vừa chun mà vừa dây rút nhé. Chúng ta sẽ có bụng này 42x2, 84 ạ. Và độ dài 53 với mã quần là Q34. Rất ngon. Cực ngon luôn chứ không phải là rất ngon. Với 200.000 mình đố các bạn mua được ở đâu với những chiếc quần đẹp như này đấy. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với mã 35 ạ. 35 chúng ta sẽ đến với Blue Way. Con này thì nó là một cái dòng của bọn Bang Bang Jean ấy, một thương hiệu đến từ Hàn Quốc. Chúng ta sẽ đến với kaki nhé. Chúng ta sẽ đến với kaki. Đây là thương hiệu của nó. Cái mã của con này là mã bao nhiêu? Đây, cookie và tem Hàn của nó đây này. Là còn nguyên nhé, con này của Bang Bang Jean. 35 ạ, chúng ta sẽ đến với kaki 35. Con này ống khá là bé, ống của con này khá là slim. Bụng là 86 ạ. Con này phải đo cả rộng ống nữa. Độ dài 54 và độ rộng ống chắc là được khoảng 22 anh ạ. Một chiếc quần theo kiểu form lịch sự 23. Đó, mình đoán không nhầm mà. Bang Bang Jean Hàn Quốc nhé, con này đen xì quá. Tiếp em ơi. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với mã 36 ạ. Chúng ta sẽ đến với Onavi. Một chiếc quần của Onavi với màu là màu xanh rêu. Chất liệu là kaki mỏng, kaki mềm đấy anh em. Và chúng ta sẽ có một chiếc quần với độ mới cực cao luôn. Con này có một cái hay đấy là nó có hai cái túi. Một cái túi nhỏ và có khóa ở bên cạnh này. Và một cái túi ở đằng trước vẫn theo, gọi là theo tiêu chuẩn của túi bình thường thôi. Mã 36 ạ, kaki nhé. Chúng ta sẽ có bụng cố định này, bụng 86. Độ dài 51 ạ. Mã là 36 nhé, độ mới cao lắm. Onavi. Thương hiệu lớn rồi, không sâu nhiều. 37. 37 ạ, chúng ta sẽ đến với Blue Way. Lại tiếp tục là một con Bang Bang Jean tem Hàn nữa. Con này thì giống khá giống với con kia. Trong một kiện thỉnh thoảng nó sẽ ra hai con giống nhau kiểu như thế này. Thì trong cái kiện này thì cả hai con màu đen này, may là cả hai con đều không bị bạc màu và không bị bẩn. Con này là mã Q37. Chúng ta sẽ đến với bụng này 88 ạ. Con này rộng hơn con kia một chút, hơn một size. Và độ dài là 55. Đấy anh em nhìn màu đen nó phải đen xì như này cơ thì nó mới đẹp được. Nó đen bạc kinh lắm. Tiếp em ơi. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với mã 38. Con này thì là một con Burberry nhưng mà tem của nó còn nguyên nhé. Nó không bị kiểu ố hay là bị kiểu màu sắc kiểu gọi là bị bạc màu trong tem đâu. Con này đẹp hơn con kia. Mình phải khẳng định luôn, mặc dù là nó ở trong cùng một gọi là một lô hàng với nhau và trong cùng một line, nhưng mà mình mặc dù là giá nó bằng nhau nhưng mà mình sẽ nói là con nào đẹp hơn. Thì đây là cái con này, nó đẹp hơn cái con vừa nãy một chút thôi ạ. Chúng ta sẽ đến với mã 38, chúng ta sẽ đến với quần của Burberry nhé. Họa tiết nhìn phát là biết của Burberry rồi. Nhưng mà đáng nhẽ ra quần Burberry phải bán đắt hơn. 86 á, bụng. Nhưng mà thôi. Và độ dài là 55, độ mới 95% nhé. Nhiều người họ buôn, họ sẽ để lại siêu phẩm để họ bán với giá cao hơn. Nhưng mà nhà mình thì không như vậy. Nhà mình thì có sao mình sẽ lên hết để cho anh em có thể chơi được. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với kaki túi hộp cực dày của nhà Onavi. Con này ghi size là size 29 này anh em. Đấy, hàng của Onavi. Mọi người nhìn nhá. 5 này, 4, 3, 2, 1. Đó, góc nào cũng đẹp nhá. Bởi vì nó là hàng chính hãng và nó cực kỳ ngon luôn anh em. Cầm mấy con quần này mà ra ngoài chợ là có khi bán còn lãi. 41x2, 82 ạ. Bụng cố định. Và độ dài 53 nhé, kaki túi hộp. Con này thực ra là nếu mà nó là ngố như này thì size 30, các bạn mặc quần bò size 30 các bạn vẫn mặc được. Tiếp em ơi. Mã Q40 chúng ta sẽ đến với Huawei. Các đi Fox nhà này, rất nhiều tem nhé. Rất nhiều tem khác nhau của cái thương hiệu này. Con này thì nó là nỉ thôi, nó là nỉ. Và cà to, nỉ, giải rút màu trắng nhé. Chúng ta sẽ đến với bụng trước. Cực dày luôn. Bụng 86, chưa kéo. Độ dài 49, 86 đến 90 nhé. Mã con quần này là bao nhiêu? 40, Q40. Q41 ạ. Chúng ta sẽ đến với FRG Jean.
Và chúng ta sẽ đến với một con quần ngố vải đũi. Lâu lắm rồi mới có một cái con quần ngố mà màu nó đẹp và vải của nó mát, nhẹ như thế này. Con này mặc khá là nhẹ nhàng với mã là mã Q41. Chúng ta sẽ đến với Q41 với bụng là 42 × 2 = 84. Độ dài sẽ là 49 ạ. Đây, con này thì phần đằng sau của nó này, con này chỉ có một cái tem ở phía bên này thôi. À đây, còn cả một cái tem ở phía bên cạnh túi nữa. Đây, tem của Hàn nhé. Vải cực mát luôn anh em, vải này mặc đẹp lắm. Con này mặc nhìn nó bị sang ấy, tức là mặc với cả phông trắng hay là phông tím lông chuột, à nhầm, xám lông chuột cũng rất là đẹp. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với mã 42 ạ. Chúng ta sẽ đến với R79 Jean. Con này thì là một con kaki mỏng, túi hộp nhá, màu xanh rêu. Mã là mã Q42. Đó, cứ lên như này thì chỉ khổ nhân viên thôi. Ngày nào cũng phải đóng hết tất cả các đơn, lên mã là hết sạch. Mấy cái clip gần đây, 4-5 cái clip gần đây của nhà mình là không còn một mã nào còn anh em nhé. Chúng ta sẽ đến với bụng 86 ạ. Độ dài là 50 nhé. Rất đẹp anh em. Tiếp, tuần sau thì chúng ta hãy cố gắng chờ đợi mình nhé. Mình sẽ lên một cái clip 100 cái mã phông với giá 200.000. Có cả Giordano, có cả Aniquilo, có cả Puma, Adidas, Nike. Mình sẽ lên đúng một clip tri ân như thế thôi. Thế nên anh em hãy cố gắng chờ đợi nhé. Đây này, đây cũng là một cái mã tranh nhau này. Levi 501, quần ngố của 501. Tác giả 43. Rất đẹp. Từ cúc kiếc này, cúc 501 nó luôn luôn là cái cúc bấm như thế này. Rất nhiều cúc nhé. Đây, nhìn giúp mình cái. Bán con này có 200.000 thì sẽ có rất nhiều người chửi mình. Nhưng mà mình đã bảo là mình lên tri ân là mình lên tri ân. Levi 501 mã 43, Q43. Độ dài bụng là, độ rộng bụng là 88 và độ dài là 55 nhé. 501 anh em nhé, nhớ giúp mình này. Cái mã này lên cái là hết, không còn nữa. Mã 43, 44. 44 lại tiếp tục lại là một mã siêu phẩm. Với giá 200.000 thì các bạn chỉ mua được đúng một cái cúc của cái mã quần này thôi. Kể cả là cái quần Levi vừa rồi, mua được đúng bộ khóa 200.000. Nhưng ngày hôm nay các bạn sẽ được mua cả một cái quần rất khó kiếm với giá 200.000. Mình chỉ nói đến đây thôi nhé. Mình sẽ giơ cái mặt này xong và mình sẽ báo hết luôn này. Đây là một chiếc quần ông địa với mã là 44 nhá. Nhanh tay giúp mình ạ. Con này có khi không cần đọc sai đâu. Quần này người ta mua 8-9 trăm nghìn mà. À, chúng ta sẽ có độ rộng bụng là 88 ạ. Và độ dài là 57. Mã quần này, con này bị cắt tác trong rồi. Mã quần này là mã quần Q44. Nhưng các bạn mua các bạn sẽ không bao giờ phải ân hận đâu. Bởi những chiếc quần này giá trị rất cao. Mã 45 ạ. Chúng ta sẽ đến với Rome. Một chiếc quần đến từ Italia. Với thiết kế theo kiểu dạng sọc xanh trắng. Và chất liệu là chất liệu kaki dày. Bụng tiếp tục là bụng cố định ạ. Bụng 86, mã 45 nhé. Và độ dài là 55. Mà mình vẫn ưu tiên những người chuyển khoản trước nhé. Cứ chuyển khoản trước giúp mình nhé. Bởi vì những mã quần đẹp này mình không muốn bán cho những người thực sự không trân trọng cái đơn hàng. 46 ạ, chúng ta sẽ đến với cái gì? Mossimo Sapri W30. Con này là 100% cốt tông, size 30. Con này là màu dàn di nhá anh em nhá. Mã này là mã 46 á. Màu dàn di và nó là kaki. À, chúng ta sẽ có bụng 86 tiếp ạ. Và độ dài quần sẽ là 53. Đây cũng là một cái mã quần rất là đẹp. Mossimo. Này. Con này độ mới trên 95 luôn đấy. Đẹp lắm. 46. Clip hôm nay chắc chắn sẽ lại hết tiếp. 47 ạ, chúng ta sẽ đến với một chiếc quần của Gio. Gio Goi. À, con này thì cái tem của nó khá là đẹp nhé. Này, cái gọi là cái dây rút bên trong của nó cực to luôn. Con này là kaki cực kỳ dày nhé. Mã 47 ạ, con này túi hộp. Nhưng mà ống khá là dài, sấp xỉ đầu gối. Bụng 84 nhé. Và độ dài sẽ là 57. Nếu mà không săn mấy mã này thì săn mã nào? Những chiếc quần xịn như thế này.
2 lít. Mã của chiếc quần này sẽ là Q47, Q48. Q48 chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ có Emingo, màu kem đậm. Emingo. Mã quần Q48 này chúng ta sẽ có kaki với bụng. Bụng của con này sẽ là 86. Và mình cũng nói luôn nhé, và độ dài là 45. Mình cũng nói luôn là sau này thì những chiếc quần nó giá nó sẽ không còn được rẻ như này đâu ạ. Thế nên là cái clip này hy vọng là anh em sẽ có thể săn được hết. Cứ mua thử về dùng trước đã. Những cái con quần ngon như này thì gần như là bán vừa cho đấy. Louis Carter. Chúng ta sẽ có Louis Carter tem hàng. Đây, Louis Carter. Con này xuất hiện trên áo rất nhiều. Vải con này gần giống như kiểu vải kaki anh em. À nhầm, gần giống như kiểu vải của quần Âu ấy. Đây này mọi người, đến cả cái khóa của nó này. Đấy, nó đẹp và nó xịn đến như thế này cơ mà. Đây này, cúc kia các thứ, in logo các kiểu. Đây, đằng sau này, logo Louis Carter này. Đó, đây là một chiếc quần lịch sự nhá. Chúng ta sẽ có mã này với bụng 80 đấy ạ, cố định. Và độ dài là 51, 80-51 nhá, mặc giúp mình mã này. Đây, logo đẹp thế nhỉ. 49 ạ, 50 em. 50 chúng ta sẽ đến với Adidas nỉ. Một con nỉ của Adidas tem trắng. Con này là nỉ xám lông chuột vạch trắng ạ. Ở đâu bán 2 lít. Vào đây, bơi hết vào đây. Mã này là mã Q50, không bao giờ còn đâu anh em. Bụng 80-86, độ dài 49 nhá. Làm sao ở đâu dám bán giá này mà nó còn mới nhảy chứ, không bị bẩn dù chỉ là một chút. Và tại sao lại có nhiều như thế này? 50, mối quan hệ tiền và khá nhiều thứ mới có được lô hàng kiểu như này. Slim Fit à. Tiếp tục chúng ta sẽ đến kết thúc với mã 50, sẽ là hết mã quần ngố nhé. Chúng ta sẽ đến với quần dài. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với một con quần bò màu đen đến từ thương hiệu Keep Away From Fire. Con này thì made in Indian. Đây là một con đến từ thị trường của Ấn Độ. Đây, tem 100% cotton. Slim Fit, một con quần bò. Mã 51 nhá, con này màu đen. Tất cả quần bò của nhà mình cũng cháy cả. Bụng 86. Độ dài 96. Đọc đến đây thôi là hết rồi. Và độ rộng ống là 17. Một chiếc quần bò màu đen với mã là Q51, đến từ thị trường của Ấn Độ. 52 em. Q52 chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ có Gen Việt size 33, quần bò màu xanh dương. Anh em cứ xem quần clip, những cái clip cũ của quần bò mình ấy. Những cái thương hiệu như thế này mình sẽ không sâu tem tủng nữa nhá, bởi vì là nó đầy đủ hết tất cả mọi thứ mà. Mình chỉ sâu form thôi, sâu form, đo form cho nó nhanh. Mã 52 này chúng ta sẽ có bụng bao nhiêu đây? Bụng con này là 86. Độ dài quần là 102 ạ. Và độ rộng ống của con này sẽ là 19 anh em nhé. Có những con cắt tác thì mình sẽ báo là cắt tác nhé. Con này size 33 đây nhé. Đó, form size, màu sắc sâu sắc nhé. Bỏ chơi. Tiếp em. Tiếp tục ạ, chúng ta sẽ đến với mã 53. Đây là một con quần bò size 30. Con này đến từ thương hiệu Kenzo và con này bị cắt tác phía bên trong. Con này của Kenzo anh em. Đây, chúng ta sẽ có một con Slim Fit của Kenzo màu đen như thế này. Tác ra nhé. Ở đâu ra 2 lít những chiếc quần bò nhẹ. Bụng 78. Độ dài quần của con này là 92. 92, 93. Và độ rộng ống form Slim Fit thì ống nó khá là bé, ống 16 á. Mình đã đo kỹ như này thì anh em vui lòng đo sẵn trước ở nhà trước khi nhận nhé. À nhận trước khi mà đặt hàng. Kenzo 54 ạ, chúng ta sẽ đến với... Ui, con này đẹp lắm anh em. Đây là một con gáp. Một con gáp denim với size là 30-34. Độ mới trên 95. Đây này, một con gáp. Quần bò của gáp bán 2 lít ở đâu ạ? 54 ạ.
chúng ta sẽ có quần bò của Gap với bụng đầu tiên là 90. Độ dài quần là 94. Và độ rộng ống sẽ là 19-20 nha anh em nhé. Ui, một con Gap đẹp như thế này bán tiếc nhỉ. 54. Giá 2 loét. 50 năm thì chúng ta sẽ quay trở lại với một thương hiệu rất là phổ biến. Đây là một con da là, một con da là màu xám, xám lông chuột. Con này màu xám đậm, form slim. Mã là Q55. Q55 chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ có một chiếc quần bò với bụng là 86 ạ. Độ rộng độ dài ống là 101. Và độ rộng ống mình nghĩ là nó chỉ rơi vào đâu đó khoảng 10 năm thôi. Dành cho những ai thích mặc quần ống bó 16 anh em nhé. 16 ra là. Đây, tem con này thì nó bị lỗi rồi. Tức là nó bị cũ ấy. Nhưng mà cả chiếc quần này nó còn rất là ngon. Mã này là mã 55. 56. 56 chúng ta sẽ đến với một chiếc quần của đến của PTE Denim Basic. Con này là một chiếc quần vải có giãn đến từ một thương hiệu của Thụy Điển. Nhưng mà tem của con này là made in Việt Nam và con này là ghi size ở trong này là size 32. Chúng ta sẽ có một chiếc quần màu con này là màu xám xanh. Cái tag đằng sau của nó là một cái tag da khá là nhỏ nhé. Đây là một chiếc quần mặc theo kiểu form ống bé phía xuống phía dưới. Bụng trước này. Q56 chúng ta sẽ có bụng là 80. Khá là dễ mặc. Độ dài ống là 101. Cũng khá là dễ mặc. Và độ rộng ống thì sao? Độ rộng ống của con này là 18 anh em nhé. Không nhỏ lắm đâu. Q56. Đây mọi người nhìn này. Đường kim mũi chỉ, màu bò và chất liệu của bò đấy. Giúp mình nhé. Tiếp. Q57 chúng ta sẽ đến với Bayan Bay Original Denim. Con này size 31-32. Đây. Tag. Con này màu xanh khá là kiểu cổ điển. Chả rách chả xước ở đâu và tất cả đều là trơn hết. Trơn từ đầu đến chân. Con này ống khá ngắn nhá, thế nên là mình phải đo đấy. Chúng ta sẽ có độ rộng bụng là 42 x 2 x 84. Độ dài con này chỉ có 87 thôi nhá. 87-88 thôi. Và độ rộng ống là 18-19. Nó là một con quần bò suông của Bayan Dubai. Rất đẹp. 57-58. 58 chúng ta sẽ quay trở lại với gen Việt. Gen Việt thì có cần đọc sai không em? À có cần đo. Anh nghĩ là gen Việt nó là thương hiệu kiểu nổi tiếng của Việt Nam đấy. Thế nên là chúng ta không cần đọc. Đây con này ghi sai ở trong là 29 này. Đây. Đó. Cúc kia các thứ là cúc gì của nó nhé. Cúc gì của gen Việt. Màu đấy. Nhưng mà con này form khá là slim. Em mặc 29-30. Chết nhầm. Bụng này 39-2, bụng 78 ạ. Độ dài quần là 100. Và độ rộng ống sẽ là 19. Mã của quần này là Q58 ạ, Q59. Q59 chúng ta sẽ đến với Armani. Đây lại tiếp tục là một chiếc quần form slim fit của nhà Armani. Một chiếc quần khá là dân chơi của Armani nhé. Con này size của nó chắc là khoảng size 28-29 này. Bụng 78 tiếp. Con này chắc size 29. Độ dài quần là 100. Khá là giống với cả cái form của con kia. Và độ rộng ống sẽ là 16 ạ. Đây. Thực ra là có người đặt mình những chiếc quần kiểu size kiểu như này lâu lắm rồi. Thế nên là có lên anh em có đạt thì đạt thôi. Chứ còn những chiếc quần này có khách. Nếu mà giả sử trong line mà không bán được, tức là kiểu nó không phù hợp size ấy, thì nói thật với anh em luôn là cũng sẽ đơn nó cũng sẽ đi như bình thường. Rowway màu đen ạ. Con này thì mới đét luôn.
màu đen của nhà mình nó mới đến như thế này cơ mà. Roadway Denim Jean mã 60, quần bò đen, bụng 90 này, độ dài quần 97, và độ rộng ống sẽ là bao nhiêu? Độ rộng ống sẽ là 18. Mình đang đợi một cái kiện bò Levi's nữa về, và hôm nào mình sẽ lên tiếp một cái kiện mà 100%. Đây cho mọi người xem lại cái màu của nó nhé, 100% Levi's tiếp cho anh em lựa chọn cho nó sướng. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với mã 61 ạ. Chúng ta sẽ đến với, vừa nói xong, chúng ta sẽ có một em Levi's, một em Levi's size 31. Đây, chúng ta sẽ có một em Levi's màu xám như này, size 31. 31 nha anh em nha, 61 ạ. Đo bụng với nhá. Bụng 82. Levi's, độ dài 93. Mặc giúp mình mã này nhá. Đây là một con Levi's cực đẹp luôn. Tiếp em ơi. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với mã 62. Chúng ta sẽ quay trở lại với một thương hiệu rất nổi tiếng về làm quần bò. Đây là một chiếc quần bò của Lee. Đây này, tem của Lee này. Nhà buôn còn không có giá 200.000 anh em. Một cái sản phẩm quần bò nó đi như này thì bọn mình mất đến tận 60.000 tiền vận hành. Anh em bảo mình còn lãi ở đâu nữa. Bán chi ân mà. Chúng ta sẽ có mã quần 62 đến từ Lee. Còn nhiều người sẽ nói là các ống người buôn bán còng chém gió, nên đấy ai nói kệ, mình không quan tâm lắm. Bụng 84 ạ. Độ dài là 104. Và ống con này khá là bé nhá, bởi vì ống con này là ống slim. Ống con này có 14-15. Anh em mặc ống kiểu ống bé được thì hãy chọn sang mã này nhá. Đây là mã Q62, quần của Lee. Còn mình nói thật với anh em luôn là có rất là nhiều các cái giai đoạn mà mình chấp nhận cái câu chuyện là mình sẽ lỗ, để xây dựng thương hiệu, xây dựng cái tên tuổi và xây dựng cái cá nhân của mình ở trên cái nền tảng YouTube này. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với một chiếc quần bò đen của Gen Việt. Chứ làm sao ai làm bán quần bò 90%, 95% nhảy với giá như mình đang bán. Đây, tag này. Con này là mã của nó là mã 63. Lại còn free ship, lại bao mở ra kiểm tra nữa. Bao nhiêu rủi ro mình nhận hết về mình. 66% cốt tông, 33% polyester và 1% là những thành phần khác. Con này size 31 nhé. Tem viết các thứ nó ghi đầy đủ đấy. Bụng 88 ạ. Độ dài quần là 101. Còn độ rộng ống sẽ là bao nhiêu? Lắm khách vậy. Độ rộng ống sẽ là 19 nhá. Này cho tất cả mọi người, đây là một chiếc quần Gen Việt màu đen, độ mới trên 95 nhá. Nhận quần mở ra kiểm tra thoải mái trước khi nhận. Mã 63, 64. 64 chúng ta sẽ đến với Levi's ạ. Nhưng mà con này là màu xanh. Con này là màu xanh gì? Không phải xanh ngọc. Đây. Tem này. Đây. Tem bên này. Và chúng ta sẽ có rất nhiều tem ở bên trong này. Con này bị cắt mất một cái tem dài rồi. Bình thường nó sẽ có 3 tem. Nhưng ở đây chỉ còn 2 tem. Con này là màu xanh dương. Con này là xanh xanh theo kiểu xanh xanh lam anh em. Bụng trước này 80. Levi's bán 2 lít. Này còn xử lý rồi. Độ dài 99. Và độ rộng ống của con này sẽ là 18-19 nhá. Rất đẹp, form đẹp, màu cũng đẹp luôn. Đây cho mọi người xem. Gần xa, nô nức yến oanh, chị em sắm sửa bộ hành là đi mua jean. Tiếp tục ạ, chúng ta sẽ đến với một con quần jogger của Bershka. Con này thì size của nó size 32 nhá. Đây là một con quần jogger của Bershka. Này, soi gần cho mọi người xem luôn. Jogger, tức là cái ống của nó là ống bó phía bên dưới đấy. Quần này nó mặc theo kiểu ở nhà hoặc là đi chơi, nhưng mà phải anh em phải chơi chơi lắm thì anh em mới mặc được những chiếc quần kiểu như này. Chúng ta sẽ đo rộng bụng chứ nha. Rộng bụng 86 ạ. Jogger thì có thể là mặc ngắn cũng được. Độ dài là 95. Và độ rộng ống, cái ống jogger này là ống co giãn. Độ rộng ống là 15. Tức là nó sẽ bó ở phía bên dưới như này. Cho mọi người xem phía bên dưới của nó này. Đây, ống của nó sẽ là như thế này nhá. Mọi người để ý kỹ giúp mình nhá, mã này. Mã này sẽ là mã bao nhiêu rồi em? 65. Ok, 66. 66 chúng ta sẽ đến với Beji. Beji, con này của Hàn Quốc. Chúng
chúng ta sẽ có một chiếc quần Blue Exchange, Blue Exchange Jean, tức là BG ấy, tức là Blue Exchange Jean. Đấy, giống như kiểu là Uzi thì là Aniquilo Jean, kiểu vậy. Blue Exchange nhá. Con này màu xanh nhạt, đẹp nhở. Mã 66 á, form. Đo bụng trước này. Bụng 80, size chắc tầm 30-31. Độ dài 96. Và độ rộng ống là 20. Rất đẹp. Đây, mọi người xem mặt trước của nó này. Còn đây là mặt sau. Tất cả đều trơn, không xước, không rách, không bẩn nhé. Mọi người cứ nhìn cái màu bò là biết. Giá này quá rẻ, 67 em. 67 chúng ta sẽ đến với kaki đũi của nhà Scott Soder. Đến từ thị trường mà Amsterdam. Một chiếc quần đũi nhá, mặc khá là dễ thôi. Đũi ống suông, đũi vải mỏng, mã 69 đấy. 67. Bụng khoảng 88 đến 90. Bởi vì đũi là cái nó có cái dây rút phía bên trong ấy. Độ dài là 100. Còn độ rộng ống sẽ là 18 anh em nhé. 200.000 mua quần fake ở ngoài chợ còn chưa mua được, chứ đừng nói là mua quần real như thế này. Thế nên là bảo sao mà những cái clip mình lên tương đang loại cao và sẽ bán được hết trong vòng có một tiếng. Tiếp tục ạ, chúng ta sẽ đến với Corpu. Đây là một chiếc quần theo kiểu vải jean co giãn nhé. Vải jean co giãn dành cho ai béo này. Con này size khá là to đấy, 34-36 đấy anh em. Mình cứ đo trước nhé, mình cứ đo bụng trước nhé. Còn cái màu của nó là màu trơn. Mình toàn chọn hàng cho người già thôi. Thế nên là những anh em lớn tuổi vào nhà mình mua hàng nó sướng lắm. Bởi vì có quá nhiều sự lựa chọn. 46 x 2 bằng bụng 92 ạ. Độ dài là 100. Và đây là vải bò co giãn anh em nhé. 19. Nên là anh em kiểu, đây này anh em, anh em mà ngoại cỡ ấy, mặc mấy con này sướng lắm. Đây là một con quần bò trơn thôi. Từ đầu đến chân đều là màu trơn đấy nhá, và không bị bẩn ở dù bất kỳ một chỗ nào đâu. Mình hôm nay mình có ngồi lọc ra khá là nhiều con bị kiểu lỗi rồi, thế nên là mình sẽ chỉ lên những cái hàng mà xứng đáng để lên thôi. Tiếp tục, Dolce & Gabbana. Màu đen xì ạ. Form size nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với mã chứ này. Form size con này là bụng 84 ạ. Mã của con này là mã Q69. Độ dài sẽ là 101 nhé. Và độ rộng ống sẽ là 18. Mình sợ nhất là anh em không săn được anh em bực thôi. Chứ còn những cái sản phẩm ngon, bổ rẻ và đẹp như thế này thì nó sẽ không còn ở trên like của nhà mình, tiếc đâu. Sau khi mà like xong thì làm gì người ta đặt hết. Tiếp tục ạ, chúng ta sẽ đến với mã 70 ạ. Chúng ta sẽ đến với một chiếc quần kaki của nhà Owen. Owen Jean. Con này là vải kaki anh em nhé. Không sao, anh đã bảo hôm nay tri ân là tri ân, có phải có mã đẹp chứ. Con này size 30 anh em nhé. Đây, của nhà Owen. Toàn quần đẹp. Cúc kia các thứ thì nó in logo thương hiệu rồi, không muốn sâu nữa, bụng 80. Độ dài quần là 103. Và độ rộng ống của con này sẽ là 19. Mà mình nhắc lại một lần nữa là cái con quần Owen này nó là chất liệu kaki nhá. Con này độ mới của nó khoảng 90% thôi anh em nhá. Rất đẹp luôn. Mã 70, Q70, Q71. Không sao đâu. Q71 chúng ta sẽ đến với một em Levi 501. Xem đến đây thôi, chắc chắn anh sợ nhất là mấy ông mua về mấy ông buôn lại. Mã 71 ạ, 501. Chúng ta sẽ đến với vòng bụng trước này. Bụng con này là 82. Độ dài là 94. Và độ rộng ống của em này sẽ là 22 nhé. Anh em buôn biết các thứ thì tha cho mình nhé. Đừng mua về không à, bán lại với giá cao hơn, mình ghét kiểu đấy. Đây, 501. Tiếp tục ạ, chúng ta sẽ đến với mã 72. Chúng ta sẽ đến với một chiếc quần bò màu xám nhạt của nhà Routine. Form slim fit nhá, ống bé của nhà Routine.
Con này ghi sai ở trong này là sai bao nhiêu? 98% cốt tông này. Con này không có ghi sai anh em. Đây tem của nó này. Chúng ta sẽ có con này form slim và size của nó size 31, màu xám nhạt. Con này không ai mua thì mình để mình mặc thôi. Màu này mình chưa có. Bụng 84. Độ dài quần sẽ là 93. Và độ rộng ống sẽ là 15. Màu nó đẹp lắm anh em. Cái màu này đây, mình để mặt này đi. Để mặt này đi. Nhìn cho rõ này, quần này, xước đẹp đó. Xước mỗi chỗ túi đấy thôi, còn cái màu quần này nó đẹp đó. Đập quần cuối rồi đúng không? Và chúng ta sẽ đến với mã quần cuối cùng ngày hôm nay sẽ là mã quần 73. Chúng ta sẽ đến với Diesel, nhưng mà đây là một con quần kaki của Diesel nhé. Con quần này độ mới là 95%. Anh em cứ nhìn xa nhìn gần giúp mình một cái nhá. Đấy, đây là một chiếc quần kaki của Diesel. Chúng ta sẽ đến với 3 vòng của nó trước và sau đấy là bụng 90 này. Độ dài 96. Và độ rộng ống sẽ là 20. Chúng ta sẽ có một cái logo được thêu ở đây. Tất cả những chi tiết rất đáng tiền của những chiếc quần như chính hãng như này thì khỏi phải nói rồi. Luôn luôn cháy hàng. Ok, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ kết thúc cái clip tri ân thứ hai của Cường Người Thân trong tuần này với mã cuối cùng là mã Q73. Hãy đặt hàng bằng cái cách là liên hệ với Zalo ở phía bên dưới. Quên, nhắn tin vào Zalo phía bên dưới hoặc là gọi điện trực tiếp đến số điện thoại ở phía trên nhé, số hotline. Chứ mọi người cứ nhắn tin vào Zalo phía bên trên là mình sẽ không trả lời đâu. Cảm ơn tất cả mọi người đã đến với Cường Người Thân. Nhớ like và subscribe để liên tục cập nhật những clip mới. Mình là Cường Người Thân, mình là một chuyên gia về high end và mình chỉ bán hàng duy nhất trên một kênh, đó là kênh Cường Hàng Thùng. Và ngày trước thì có một cái kênh nữa, đó là cái kênh Cường Người Thân Official ấy, nhưng mà cái kênh đấy bây giờ mình sẽ không để dùng để bán hàng đấy nhé. Và mình không có đơn vị hợp tác với cả bất kỳ một ai cả. Nhắc lại một lần nữa, mình là Cường Người Thân. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở trong những clip lần sau. Bye bye.